em bỏ việc chạy theo, chạy lên Sài Gòn xong rồi dẫn em đi đi phẫu thuật luôn. Đi làm đẹp luôn, đúng không? Em gái được anh trai bỏ việc hộ tống đi nâng mũi và kết quả sau 14 ngày. Đức Anh đang có mặt ở trong phòng tái khám và gặp một chị khách hàng đã thực hiện xong công nghệ nâng mũi cấu trúc nội soi tại bệnh viện thẩm mỹ Kang U được khoảng tầm 2 tuần thôi, và hiện nay sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường, và đặc biệt hơn là chị đã thay đổi 180 độ về cái dáng mũi của mình, và chúng ta hãy cùng xem trực tiếp nha. Rồi em mời cameraman ạ. Wow, trời ơi, đẹp xuất sắc phải không ạ? Chị ơi, chị có thể giới thiệu là mình tên là gì và đang ở đâu được không ạ? Dạ, em tên Thu Liễu và đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Sài Gòn đúng không chị? Thưa quý khách hàng, 1, 2, 3. Wow, đây có phải là một người không ạ? Khi mà em Đức Anh cầm cái hình ảnh của chị Liễu lên nha thì không nhận ra đây là chị Liễu đã thay đổi như thế nào chúng ta có thể thấy được rằng là dáng mũi trước kia của chị có một cái sống mũi không hề có này, đầu mũi bị to bè sang hai bên và làm cho cái mặt của mình nó hơi bị quê một tí ha. Dạ, nhìn không được gọi là sang mà trông nó đẹp như bây giờ. Và chị có một cái nụ cười rất là xinh này, cằm rất là đẹp này, hai má bánh bao cực kỳ là đáng yêu. Nhưng chúng ta khiếm khuyết đúng cái phần dáng mũi thôi, đó làm cho tổng thể khuôn mặt, cái ngũ quan của mình nó không được đẹp hài hòa như bây giờ. Và khoảng tầm 180 độ thay đổi với 14 ngày trải qua về cái dáng mũi nâng mũi cấu trúc nội soi của bệnh viện thẩm mỹ Kang U đã đặt cho chị này, với tiêu chí là face one face, thì chúng ta cùng xem trực tiếp nha. Rồi, thay đổi rất là nhiều này, dáng mũi cao bay là nhẹ nhàng, đường cong chữ S cực kỳ thanh thoát. Đồng thời khi mà chúng ta nâng về cái phần mũi lên thì hai cái phần cánh mũi sẽ gom lại rất là nhiều, đó lỗ mũi hạt chanh luôn nha, cực kỳ là xinh và đều nhau luôn ạ. Hiện nay là 14 ngày là chị mới vừa mới cắt chỉ xong thì nó sẽ hơi nề nhẹ cái phần màu vàng một tí ở hai cái phần cánh mũi này, và khoảng tầm 5 đến 7 ngày sau thì sẽ mất hoàn toàn nha. Tiếp theo chúng ta có thể thấy được rằng là cái tỷ lệ trán này, rồi là góc mũi này và cái phần cằm hiện nay đang rất là đều rồi, tỷ lệ 1/3 khuôn mặt. Tại bệnh viện thẩm mỹ Kang U thì các bác sĩ đúng theo tiêu chí là face one face, không một cái dáng mũi nào và có một cái khuôn mặt nào giống nhau cả. Khi đến đây sẽ được tư vấn là một cái dáng mũi của riêng chính bản thân mình, và đến đây thì chúng ta sẽ được nâng mũi cấu trúc nội soi cực kỳ an toàn, và về nhà không bị sưng, không bị đau và không cần phải thời gian kiêng khem nghỉ dưỡng gì cả. Phẫu thuật xong về chị cảm giác là ở trên mặt đang dán băng keo không? Nó không có cảm giác gì luôn ha. Dạ. Chị có bị đau không ạ? Dạ không. Không đau luôn, có bị ê không? Dạ không. Không ê luôn. Chỉ cần là kiểu một ngày uống thuốc với ba lần theo hướng dẫn thì dạ, không có cảm giác đau. Dạ vâng. Cho em xin feedback một chút là các bạn y tá điều dưỡng hay là các bạn trợ lý có chăm sóc mình có tận tình không ạ? Gọi điện cho mình thường xuyên để check in không? Bạn có hay gọi điện rồi có hỏi thăm? Dạ vâng, đấy có thể là dặn dò mình ha. Rồi 14 ngày qua trộm vía một cái dáng mũi cực kỳ đẹp, bác sĩ tại Kang U trên 10 năm kinh nghiệm nặng cho chị Liễu này, thì khi mà chị lật cái băng keo ra chị gặp như chị wow không ạ chị? Dạ. Dạ. Em thấy bác sĩ và các điều dưỡng y tá chăm sóc rất là tận tình. Dạ. Công nghệ ok. Dạ. Nói chung là em hài lòng với hài lòng hiện tại đúng dạ. không? Này em nói thật nha, sắp tới mà muốn làm thêm một cái dịch vụ nào nữa thì nghĩ tới bệnh viện thẩm mỹ Kang U để làm đẹp chị ha. Dạ. Nếu có cơ hội thì em sẽ giới thiệu các bạn. Dạ vâng, đó, cảm ơn chị Liễu rất là nhiều nha. Người thật việc thật mà đem cái khuôn mặt của mình đi giới thiệu này thì chắc chắn rằng là mọi người sẽ rất là tin tưởng mình để có thể đến đây làm đẹp. Cảm ơn chị Liễu rất là nhiều. Bệnh viện thẩm mỹ Kang U đạt top 5 bệnh viện thẩm mỹ chất lượng, 5/5 điểm về an toàn phẫu thuật trong bộ 83 tiêu chí kiểm tra của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện thẩm mỹ Kang U, website bệnhviệnthẩmmykangu.vn, hotline 1900 5128, địa chỉ 576-578 đường Cộng Hòa, phường 3 quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Để lại bình luận tình trạng của bạn để được bác sĩ tư vấn miễn phí.